Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá những điểm khác biệt về việc lắp đặt dịch vụ Internet kết hợp truyền hình của Viettel trong năm 2021 này nhé. Tức là các gói combo kết hợp cả Internet và truyền hình của Viettel. Những cái điểm khác biệt so với năm 2020 như thế nào? Có rất là nhiều điều đáng chú ý đó các bạn ạ. Có cả những cái tích cực và cả những cái điểm không được tích cực cho lắm. Thì chúng ta cùng đi phân tích những cái điểm tốt ở đây trước các bạn nhé. Đầu tiên là bây giờ khi mà các bạn muốn lắp dịch vụ truyền hình của Viettel kết hợp cả Internet của Viettel thì sẽ không áp dụng cái công nghệ như trước đây là dùng dây mạng LAN, tức là truyền hình IP, hay là không áp dụng truyền hình analog như trước đây là dùng dây anten, dây analog đấy. Và bây giờ dùng hoàn toàn bằng đầu Android TV Box, tức là có thể cắm trực tiếp dây mạng LAN cũng được, hoặc là có thể bắt sóng Wi-Fi các bạn nhé. Thì công nghệ này có cả ưu điểm và nhược điểm. Đầu tiên về ưu điểm thì chúng ta cùng phân tích, đó là tiện lợi. Các bạn sẽ thấy rằng bây giờ việc lắp đặt sử dụng thiết bị truyền hình, trước đây các bạn cần phải có dây anten, hoặc là trước đây cắm cái đầu thu set-top box vào modem Wi-Fi, thì bây giờ sẽ không bắt buộc, các bạn có thể cắm dây mạng LAN nếu được thì là tốt, còn không các bạn có thể sử dụng bắt tín hiệu Wi-Fi từ cú phát Wi-Fi của Viettel. Nên là các nhà nào, các bạn nhà đẹp, nhà nhiều tầng bây giờ muốn lắp đặt thì sẽ tiện lợi hơn trước đây. Trước đây còn phải kéo dây nhưng bây giờ thì không bắt buộc phải kéo dây nữa, nên là nhà các bạn sẽ vẫn đẹp như nó vốn có vậy. Và cái truyền hình này của Viettel thì vẫn như trước đây, vẫn xem được hơn 150 kênh, có đầy đủ các tính năng xem lại trong vòng 7 ngày, tua lại trong vòng 2 giờ. Đặc biệt bây giờ là sẽ cái kho mà kho phim, những cái kho phim trước đây mất phí, hoặc là những kho VOD giải trí trước đây mất phí, thì bây giờ các bạn sẽ được xem hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Trước đây thì mỗi một đầu thu các bạn sẽ phải trả thêm tiền, thêm 33.000 một tháng. Nhưng bây giờ với một tài khoản các bạn có thể đăng nhập trên hai thiết bị được. Tức là các bạn đăng ký một gói truyền hình Viettel, nhưng nếu TV nhà các bạn là TV thông minh thì các bạn có thể tải ứng dụng Viettel TV về và đăng nhập trên TV còn lại nhé. Vậy là cũng khá là tiết kiệm chứ không đắt hơn so với trước đây đâu ạ. Và cái đặc biệt ở đây nữa là trước đây trong các clip trước của mình có giới thiệu về dịch vụ Android TV Box, các bạn có thể xem lại trong lịch sử nhé, các video trước của mình. Thì để đăng ký được cái gói này các bạn phải mất tiền mua thiết bị là 1.550.000, đó là giá của Viettel. Nhưng bây giờ các bạn lắp đặt hoàn toàn miễn phí, chỉ yêu cầu đóng cước trước 6 tháng thôi nhé, ít nhất là 6 tháng, tặng 1 tháng, 12 tháng, tặng 2 tháng. Nên là sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được khá nhiều. Trước đây phát sinh mất hơn 1.550.000 thì bây giờ các bạn sẽ tiết kiệm được khoản này. Nhiều nhà các bạn TV chưa phải là TV thông minh, chưa phải là TV đời mới, mua cái gói cước này thì TV của các bạn sẽ chính thức biến thành một cái TV thông minh rồi. Có thể tải vô vàn ứng dụng ở trên mạng, xem YouTube thoải mái, TikTok cũng được. Đó là những cái tính năng ưu thế khác biệt mà trước đây truyền hình IP chưa thể có, thì bây giờ đã có trên đầu Android TV Box của các bạn rồi. Còn nói về, chúng ta đi về nhược điểm đi. Nhược điểm thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó là nếu nhà các bạn nào có một TV ấy, thì mà TV thường thì tính ra là nó sẽ chi phí cước hàng tháng sẽ đắt hơn trước đây là 14.000. Gói năm ngoái, gói combo TV Net 1 tốc độ 30m kèm truyền hình số HD là 215k một tháng, thì bây giờ gói thấp nhất sẽ là 229.000 một tháng, tức là chênh lệch là 14k. Gói tiếp theo trước đây là 230.000 thì bây giờ là 244.000 một tháng, tương đương ứng với tốc độ là 40m. Gói trước đây là Net 3, combo Net 3 250.000, bây giờ là 264.000, tương ứng tốc độ là 55m. Gói Net 4 290k năm trong năm 2021 thì trong năm nay là 304.000. Đó, chính là cũng không đáng kể đúng không các bạn?
Tính ra là có 14.000, nếu các bạn cứ đóng trước 6 tháng được tặng 1 tháng thì chênh lệch đâu đó chỉ khoảng trung bình vào khoảng 10.000 một tháng thôi. Đó là về giá cước thì chênh lệch nhưng về tiện ích thì nó hơn rất nhiều. Các bạn có thể cân đối và nhìn ra đúng không? Mình bỏ ra thêm một số tiền rất là nhỏ nhưng mà hưởng thêm tiện ích rất là lớn. Và gói combo Net 5 trước đây các bạn có thể được lắp tặng thêm truyền hình nhưng mà bắt đầu từ bây giờ sẽ không có chuyện được tặng thêm gói cước truyền hình nữa nhé. Nếu các bạn nào mà nhu cầu chủ yếu là sử dụng internet tốc độ cao thì gói Net 5 vẫn là luôn luôn là một cái lựa chọn tốt cho các bạn khi tốc độ băng thông lên đến 150 m, hiếm có nhà mạng nào đạt được cái tốc độ này và cam kết về băng thông quốc tế là tối thiểu 3 MB nhé. 3 Mbps nhé. Đó. Đó là về các cái mà nhược điểm. Đầu tiên mình nói về giá rồi. Thứ hai đó là về cái độ trễ so với truyền hình IP hay truyền hình analog hay là truyền hình vệ tinh, nó sẽ có những cái độ trễ nhất định, mất tầm vài giây. Tức là có những cái trường hợp như nhà bạn sát vách nhà hàng xóm hai nhà cùng xem bóng đá, xem đội tuyển Việt Nam thi đấu nhưng mà hàng xóm hô vào cách đây 3 5 giây rồi thì nhà mình mới thấy cầu thủ đang sút. Đó, thì đó là cái nhược điểm của truyền hình qua ứng dụng này. Thì nó là tất yếu thôi, không không tránh được các bạn nhé. Nên là nếu nhà bạn nào mà nhà biệt thự cách xa nhà hàng xóm hoặc là tường có cách âm thì lắp cái này thì thoải mái không lo gì, nhưng mà nhà bạn nào mà sát vách hàng xóm xem bóng đá nhiều khi khá là ức chế đấy. Đấy là cái nhược điểm tiếp theo. Và về cả khi các bạn xem bấm vào kênh truyền hình, một kênh truyền hình HD nào đó thì cũng sẽ mất một vài giây đầu tiên để hệ thống loát HD. Tức ban đầu xem nó còn mờ mờ nhưng mà sau một vài giây nó mới loát cái chế độ HD nhá. Thì các bạn mình thông báo cho các bạn trước để các bạn nắm được như thế. Và thiếu một vài kênh so với truyền hình bằng IP và truyền hình analog trước đây. Cái cuối cùng nữa là chưa hỗ trợ đăng ký xem được K cộng, chưa làm việc được xong với K cộng để mà xem được trên ứng dụng trên cái thiết bị này của gói cước của Viettel. Nên là có thể trong thời gian tới thì sẽ có những bổ sung nhưng mà hiện tại tạm thời tại cái thời điểm mình làm video này thì chưa xem được K cộng các bạn nhé. Đó là tất cả những cái mà thay đổi về dịch vụ lắp đặt internet truyền hình kết hợp truyền hình gói combo của Viettel trong năm 21 2021 này và mình muốn giới thiệu lại với các bạn để các bạn nắm rõ. Thì mình tổng kết lại một chút nhé. Thì về cái nhược điểm mình nhìn thấy ở đây đó là giá cước có thể đắt hơn một chút. Có thể tính năng xem truyền hình nó mất thời gian giảm, mất có cái độ trễ và có cái những cái chậm hơn so với truyền hình IP hay truyền hình analog trước đây. Nhưng mà cái các bạn nhận lại được mình nghĩ khá là tương tương xứng đó. Đó là giá thì đắt hơn một chút nhưng mà các bạn bây giờ có thể đăng nhập được trên thiết bị khác. Các bạn có thể chủ động các bạn đăng nhập trên các tivi phụ. Như thế thì tính ra nhà bạn mà nào mà bây giờ sử dụng nhiều tivi thông minh ấy, đăng nhập trên các thiết bị phụ như vậy thì tiết kiệm cho các bạn khá là nhiều đấy chứ không phải là đắt như lúc đầu chúng ta nghĩ. Các bạn lên tầng mở lên cái ứng dụng Viettel TV trên TV thông minh của các bạn rồi đăng nhập theo cái tên đăng nhập rồi mật khẩu được cấp. Mất thao tác chỉ một vài giây ban đầu thôi nhưng mà đổi lại các bạn sẽ khá là tiện khi mà có khi cả nhà các bạn 5 6 cái TV thông minh các bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản của Viettel thôi. Và nhờ xem cái đầu số đầu đầu Viettel TV Box này ấy, thì mình review trong các cái clip trước ấy, các bạn xem lại cái clip trước của mình về review đầu Android của Viettel thì mình nhận thấy là khá là nhanh, nhanh hơn nhiều so với các bạn xem qua ứng dụng trên TV thông minh của các bạn. Vì những cái đầu đầu của Viettel này RAM lên 2 GB cơ và cái tốc độ xử lý mình thấy là khá là nhanh và nó tránh những cái hiện tượng như các bạn xem trên TV, nhất là những cái dòng TV Sony ấy. Xem ứng dụng các bạn mở đang mở xem tivi xem truyền hình bình thường mà các bạn chuyển sang chế độ xem YouTube nó xoay cho một lúc mất khá là lâu, mà xem trên đầu Viettel Android TV Book này thì sẽ tránh được những cái trường hợp như thế. Các bạn thao tác khá là nhanh chuyển qua ứng dụng
các ứng dụng nhanh, chuyển xem truyền hình xem cũng rất là nhanh nhé. Đó thì qua cái clip này thì hy vọng các bạn sẽ hình dung được xem những cái ưu cũng như nhược điểm của gói cước Internet truyền hình Viettel để các bạn tìm ra hướng lắp đặt dịch vụ tối ưu nhất cho nhà mình nhé. Còn các bạn cần hỗ trợ về các dịch vụ khác của Viettel như đăng ký trả sau Viettel, đăng ký các gói khuyến mại trên sim đang dùng của Viettel, các bạn có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0981 208 208, tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình nhé. Hoặc các bạn có thể để lại comment ở phía dưới phần bình luận của video này, mình cũng sẽ hỗ trợ tất cả các comment của các bạn. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt là đăng ký kênh, like hoặc chia sẻ gì đó các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hy vọng sớm gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.